cậu sợ khi nhìn bức hình này thì lương tâm cậu không yên. Cậu đúng là đồ hèn. Phương muốn hiểu sao cũng được. Phương thấy tôi có lỗi với bà, Phương thấy bất công cho bà, Phương thương bà. Nhưng còn tôi thì sao? Phương đã bao giờ đặt mình ở vị trí của tôi để hiểu cho tôi chưa? Tất cả những gì bà có, tất cả những điều bà làm đều dành cho cậu, vì cậu. Tôi không hiểu là quá khứ bà nợ nần gì cậu, nhưng mà hiện tại thì tôi đang thấy cậu là một kẻ lấy oán báo ơn đấy. Ngay từ lúc cháu nhìn thấy chiếc khăn này là cháu đã nghĩ tới bà liền rồi. Chỉ có bà của cháu mới xứng đáng để dùng những chiếc khăn đẹp như thế này. Bà thấy không? Để mỗi khi bà quàng khăn lên cổ, bà sẽ nhớ đứa cháu trai yêu dấu này của bà. Thế là bao nhiêu là mệt nhọc, tức giận, tủi hờn, bà sẽ quên đi hết. Bà nhé. Alo. Cậu làm gì mà giờ này mới nghe máy? Ra bệnh viện ngay. Bà cậu. Tôi không nghĩ người có giáo dục nào lại đối xử tệ bạc với người đã kêu mang nuôi nấng mình hơn 20 năm như thế. Đây là việc riêng của cháu với bà cháu. Bà là người ngoài, bà không có quyền lên tiếng. Mà nếu là cháu, khi bà biết bà cháu có thể trả lại tiền gốc cổ phần để cứu bố mẹ cháu nhưng bà cháu không làm, thì bà sẽ làm gì? Cậu đồng ý là công sinh không bằng công dưỡng á. Nhưng mà nếu như bà cháu làm như vậy thì có phải lương tâm của bà sẽ đỡ áy náy hơn không? Mày mày, tao gọi mày là thằng khốn nạn cũng không thừa chữ nào. Mày biết không? Mày biết không? Sự thật là mẹ mày, mẹ mày nhờ bà Lan giữ lại cổ phần, tất cả là vì mày đấy.